Thưa quý vị, chiều ngày 17 tháng 11, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng ký văn bản khẩn số 3818 cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được thí điểm hoạt động đến 22 giờ hàng ngày từ nay đến ngày 30 tháng 11. Theo đó, các cơ sở phải đáp ứng các quy định theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Chiều 17 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng ký văn bản khẩn số 3818 cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được thí điểm hoạt động đến 22 giờ hàng ngày từ nay đến hết ngày 30 tháng 11. Theo đó, các cơ sở phải đáp ứng các quy định theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Đối với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp độ 1 và cấp độ 2, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động bình thường mới. Đối với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp 3, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ ăn uống tại chỗ không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm, không được bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn. Đối với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp 4, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang đi, không phục vụ ăn uống tại chỗ. Sau thời gian thực hiện thí điểm, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm gửi Sở Công Thương tổng hợp đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, từ ngày 28 tháng 10, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ tại chỗ và phải đảm bảo hai điều kiện hoạt động. Thứ nhất, đáp ứng các quy định theo Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tại quyết định số 3677 ngày 27 tháng 10 do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố ban hành. Thứ hai, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo các yêu cầu như đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày, được phục vụ tối đa 50% công suất, hàng quán không bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn. Các yêu cầu này không áp dụng cho hệ thống các nhà hàng tổ chức tiệc cưới, nhà hàng tại các cơ sở lưu trú, cơ sở tham quan phục vụ khách du lịch. Căn cứ vào mức độ kiểm soát dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 7, thành phố Thủ Đức xem xét quyết định cụ thể địa bàn thuộc phạm vi quản lý được thí điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán, sử dụng đồ uống có cồn. Thời gian thí điểm đến hết ngày 15 tháng 11, sau đó có đánh giá rút kinh nghiệm, báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố làm cơ sở triển khai, nhân rộng tại các địa bàn khác. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO a vòng pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.